quan sát đến khi của chúng ta vào, các bạn có nhìn thấy đây là vườn thú ở đây trong đây không? Ồ, rất là nhiều thú nha các em nhé. Đấy, con thú màu xanh, con thú màu đỏ, con thú màu vàng, con thú màu trắng, rất là nhiều nhá. Ồ, thế à, rồi. Các em ơi, hãy theo bạn Sadisi của chúng ta đi cưỡi thú nhá. Bạn Sadisi ơi, con chọn con thú nào? Chọn luôn con này à? Chuẩn bị cưỡi đi thôi. Đi được con thú này nhá, chúng ta phải cho đồng xu vào trong, được chưa? Ồ, trời ạ, phải làm gì vậy? Lên xe đi con. Rồi, bạn sang đề xe của chúng ta là lên xe. Và bây giờ sẽ xem bạn đi như nào nhá. Chú đang hướng dẫn đấy. Kia để ý nhá, không đâm vào người ta nhá. Mà sao đến xe của chúng ta cưới thú kia. Giỏi quá, chào các bạn gái. Chóng mặt quá. Ok em ơi, thấy bạn sao đến xe con ta đi giỏi chưa? Chờ cái. Đi như nào. Ồ, kìa có con thú màu đỏ kìa, rất là đẹp nhá. Bạn Sanji của chúng ta đã đi rất là xa rồi, đâu rồi? À, kia rồi. Con thú của bạn Sanji của chúng ta là màu vàng. Với bạn ấy rất thích là cái con màu đỏ cái kìa. Nhưng mà chẳng hiểu sao bạn chuyển sang con màu vàng em ạ. Đấy. Ồ, bạn Sanji phóng nhanh đấy. Kéo nó vào các bạn nhá. Có sao đâu mông. Hả? Đến xe của chúng ta đi ở phía xa xa kìa các em. Đấy. Ô, có người đùn kìa. Ô, bị đâm rồi các em ơi. Bạn xa đến xe của chúng ta đã cho bạn gia đình lên cưới con thú đấy. Ô, đông quá. Và bạn xa đến xe của chúng ta theo biết con cưới nổi không nhá. Xem lên rồi, đi thôi. Ồ, các em ơi kìa. Đấy, bạn Sanji của chúng ta đã cưới bạn Sanji rồi. Đâu nhỉ bạn Sanji đâu rồi? À, đây rồi. Khéo đâm nhá. Khéo đâm đấy. Ôi, bạn Sanji ta đi một tay luôn. Chưa. Đấy, với bạn Sanji của chúng ta đã bị va chạm một phát đấy. Đông chưa các em ơi? Ồ, kinh chưa? Thích đấy. Giỏi đấy, phóng nhanh ra nhá. Xong hết đợt này thì ba sẽ để cho bạn Sanji của chúng ta cưới một con thú khác màu vàng để xem cảm giác của cưới thú nó như thế nào em ạ. Ồ, các em ơi, các em có thấy không, từ lúc mà Sanji của chúng ta trở nên cưới thú thì các bạn cũng đến rất là đông. Em thấy chưa? Còn em ba sẽ để cho bạn sang đường xi phóng thật nhanh để xem cảm giác là phóng nhanh nó sẽ như thế nào nhé. Và sẽ chơi một chút mạo hiểm. Tất cả các con thú của chúng ta đã được chật cứng rồi và có những con thú cũng có hai người ngồi đấy.
và bạn gia đình của chúng ta cũng đang ngồi lên với cả bạn Sanxi cả ơi. Ô bạn gia đình của chúng ta đi giỏi quá, xuyên khe và không bị làm sao cả. Ô sao vậy hả? Con thú này nó mệt rồi à, nó phải nghỉ à? Bấm tiếp đi mày à, bỏ đi đi, bỏ đi luôn đi. Đấy, đi tiếp đi mày à. Ô sao vậy, con này nó thấy à, nó đào đào chính à? Chết rồi, nó đào đào nó cưỡi rồi, thôi chuyển sang con khác đi nào, chuyển sang khác con ơi. Có một tím đâu? À, kia có một tím. Và các em ơi, bạn Sanxi của chúng ta sẽ thử cảm giác cưỡi trên con màu tím này xem như thế nào nhé. Tiếp tục, trèo lên rồi. Bạn gia đình đâu? Con chở bạn gia đình được không? Con này không muốn chở bạn gia đình không? À, thế à? À, thế muốn đi con này thì phải có gì? Su à? Su đâu? À, su đây, ra đây. Ô, đừng đút vào đấy đâu, đừng đút đấy đâu. À, chú ra chú cho nhé. Rồi, bạn Sanxi của chúng ta đã đưa xem cho chú đấy rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem nhé. Nào, con trèo lên đi. Tiếp tục, trèo lên, đi rồi. Ô, bạn ấy phóng rất là nhanh. Lên xe cái nào bạn ấy đã phóng rồi, ô kìa. Rồi, ba ba sẽ chặn đầu bạn ấy nhá. Wow. Đây, 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 đây. Ô, bạn tránh giỏi chưa, kéo tâm nhá. Sanxi của chúng ta chưa? Lần đầu tiên cưỡi thú đấy và rất là giỏi. Ô, các bạn kia đâm vào rồi á, à, phóng nhanh lên, phóng nhanh lên. Rồi các em ơi, bây giờ ba ba sẽ tiếp tục. Ô, gia đình ơi. À, cưỡi đây rồi, thấy chưa? À, tiếp tục nhà đấy. Đấy, đấy, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Để bố bảo bạn gia đình đây ngồi cùng nhá. Đó, chúng ta đón bạn gia đình ở ngoài kia đi. Kia kìa. Thôi chạy ra, chạy xe ra. Con ơi, con chạy xe để ra đón bạn đấy. Thôi chạy đi, chạy đi, bấm vào. Oh. À, bạn Sanxi của chúng ta đã chạy ra đón à, bạn gia đình, không biết là bạn có đi không. Oh. Thôi quay về đây, quay về đây. À, bạn gia đình bạn đang chụp ảnh với chú hề rồi. Sanxi của chúng ta đã đón được bạn gia đình rồi. Và bạn gia đình đang trèo lên đấy các em ạ. Ok ok ok. Con thú này nó không chịu cho bạn gia đình đi. Trèo lên các em ạ. Mới bạn gia đình mới trèo và chạm vào đuôi của nó. Thế là nó đã chạy mất rồi. Nhanh lên, trèo lên nhanh lên. Để ba bạn giúp nhá. À, bạn gia đình của chúng ta này được lên cưới lên cùng với, được lên cùng với cả bạn Sanxi rồi. Và hai bạn đấy đã cưới một con. Con này là con gì nhở? Các em ơi, các em biết con này là con gì không? À, bà chỉ biết con này có cái đuôi. Xem cái mặt con là con gì nhá. À, con này là con gì đấy? Con này là con không có. Ok, đâm kéo kéo xong ra chạy rồi, tránh ra. Ô, hai bà này là đâm nhau. À, thấy chưa? Anh chả biết. Ô, con này, các em biết con này là con gì không? Mà bà cũng biết là con này là con gì nữa. Thì hình dạng của nó hơi phức tạp. À. Oh, sắp giờ cái con này nó đào đảo rồi, nó không chịu với hai bạn đấy nữa đâu. Ok. Đấy. Oh. Cưới nhanh lên, phóng nhanh, đánh mạnh nào cho nó chạy nhanh nào. Gia đình phóng đi, phát đi nó. Phát đi nó cho chạy. Vỗ vào đi nó đi. Vỗ vào mông nó đi. Mà gia đình chưa hiểu đâu nhỉ. Wow. Các em ơi, khả năng là cái con này nó sắp sửa nó mệt rồi đấy, và sắp sửa nó dừng lại rồi đấy, không cho hai bạn đi nữa đâu. Ồ, đúng không? Vỗ mạnh vào mông cho nó đi đi. Vỗ mạnh vào, bỏ đi đi. Ồ, một cái xe này đã tông vào, à, đẩy lùi. Ồ, đấy, vỗ mạnh vào, mạnh vào, mạnh vào. Rồi, chắc ba phải ra tư vấn, cái con này nó mệt rồi, nó không chịu đi các em ạ. Và bây giờ phải bảo bạn Sanxi của chúng ta phải vỗ vào mông nó, dùng cái roi vụt vào mông nó thì nó mới chịu đi nhá các em nhá. Để ba đến hỗ trợ thử xem nào nha. Đấy, bắt đầu ấy, bạn Sanxi của ta vỗ vào mông rồi. Ôi nhìn nó mệt quá, nó vẫn không chịu đi. Thôi chúng ta xuống nhá, cho nó nghỉ ngơi nhá. Đi, xuống đi. Rồi, vậy là hai bạn đã xuống rồi, cho con vật này nghỉ ngơi nhá. Chúng ta sẽ ra chơi trò chơi khác các em nhá.